Đặng Trang chào mừng bạn đến với kênh Tao Chọn Hạnh Phúc. Ngày hôm nay là mình được nghỉ lễ, cho nên là mình ở nhà sẽ nấu đồ ăn và quay vlog. Hôm nay mình mới học được một cái món mới, đó là đậu hũ rang muối tiêu. Hôm nay Trang sẽ chia sẻ với cả nhà nha. Mời cả nhà theo Trang vào bếp nhé. Đừng có đụng, đừng có đụng. Nhìn đẹp quá ha. Thơm phức. Nguyên vật liệu của mình gồm có tỏi nè, củ hành nè và ớt chuông. Và đây là tàu hũ hồi nãy mình mới vừa đi chợ mua nè các bạn. Mình sẽ cắt cái đậu hũ này trước thôi. Đây. Đúng như vậy. Mình sẽ cắt ra làm ba cho nó thành một miếng vuông như vậy nha. Củ hành này mình sẽ cắt múi cao nhỏ nhỏ nha các bạn. Ớt chuông này mình cũng cắt múi cao nhỏ nhỏ luôn nha các bạn. Mình sẽ bỏ cái cùi này đi và mình sẽ cắt bỏ cái phần cuống, bỏ cái phần cuống và phần hạt này nha. Sau đó thì mình sẽ cắt nhỏ ra giống như củ hành vậy đó, bởi vì mình không cần xào chín mà chỉ cần xào vừa chín tới thôi để giữ được cái độ giòn á, cho nên mình sẽ cắt nhỏ nhỏ. Tỏi này mình sẽ băm nhỏ ra nha. Sau khi sơ chế nguyên vật liệu xong thì mình sẽ bắt lên đây một nồi nước để mình trụng sơ cái đậu hũ. Cái đậu hũ này mình trước khi làm mình trụng sơ như thế này, nó sẽ làm cho cái đậu hũ nó được dẻ và cái mùi nó sẽ được thơm hơn và nó cũng sạch hơn nữa. Đây là nguyên vật liệu mình đã cắt xong rồi nè các bạn. Tỏi mình cũng đã băm nhuyễn rồi. Bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo dầu lên, cho vào một ít dầu để mình phi tỏi cho nó vàng nha. Khi mình thử hai cái chiếc đũa này mình thấy nó sôi lên, tức là dầu đã nóng thì mình mới cho tỏi vào nha. Như vậy thì tỏi của mình nó sẽ giòn hơn. Khi là cả nhà cho vào khi mà dầu chưa nóng, mình đảo đều ha. Và sau đó thì mình sẽ vặn nhỏ lửa lại cho cái tỏi nó giòn từ 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 bên trong ra bên ngoài. Tỏi của mình vàng như thế này là được nha. Cả nhà đổ ra một cái rây để cho mình lượt cái tỏi lan ra khỏi cái dầu ha. Cả nhà đừng để cho vàng quá. Nếu mà vàng quá thì khi mình để ra ngoài, cái lượng dầu còn ở bên trong tỏi nó sẽ tiếp tục làm cái tỏi bị vàng hơn và nó sẽ bị khét luôn. Mình thấy vừa vàng tới như thế này là mình vớt ra được rồi nha cả nhà. Và bây giờ mình sẽ xay tiêu để làm muối tiêu. Một tí mình rắc lên trên cái đậu hũ nha. Đây là cái đồ xay tiêu huyền thoại của mình nè. Mình cho vào đây khoảng một muỗng cà phê muối nêm nha. Và một muỗng cà phê tiêu. Cái đậu hũ này hồi nãy mình mới vừa trụng sơ á. Sau đó mình để ra cái rổ cho nó ráo nước rồi mình ướp vào đây một ít hạt nêm chay cho nó thấm gia vị cho nó ngon nha. Đây là bột bắp và mình sẽ áo bột bắp vào cái đậu hũ này để mình chiên lên cho nó giòn nha. Mình dùng tay á, mình rắc lên như thế này à. Và mình xoay xoay như thế này nè, bóp bóp vậy nè cả nhà. Và sau đó mình phủi bớt cái phần bột thừa lên trên cái miếng đậu hũ nha, để cho cái bột này nó dính cứng vào cái đậu hũ của mình. Đây là cái dĩa đậu hũ mình đã áo bột rồi nha cả nhà. Cả nhà cho dầu vào chảo để chiên đậu hũ nha. Cái món này thì mình phải làm nhiều dầu mới ngon. Mình đã làm hết nửa chai dầu của mẹ mình mới mua rồi, không biết có bị lan. Hút một cái nửa chai luôn. Cái này dầu chưa sôi hung. Để cho dầu nóng thiệt là nóng thì mình bỏ vào chiên nó mới ngon. Cả nhà thấy để đũa vào mà cái dầu sôi như thế này là được nha. Mình sẽ cho đậu hũ vào. Đậu hũ đã áo bột rồi. Cả nhà lưu ý là mình sẽ cho từ từ, từng viên một. Chứ đừng có cho ùa hết một dĩa vào là nó sẽ rất là dễ bị dính với nhau nha. Cái đậu hũ này thì mình sẽ chiên làm hai lần. Lần đầu tiên là để cho nó cái lớp bột á
nó dính vào cái đậu hũ, nó dính cứng vào đậu hũ. Và lần thứ hai là mình sẽ chiên cho nó vàng luôn. Đó, cả nhà lần lượt cứ bỏ vào đó hết nha. Cái dĩa này chắc mình chia làm hai lần quá, tại vì mình không có để cho nó đụng nhau á, cho nên là nó hơi chiếm diện tích một chút. Và khi mình để vào quá thì mình có chở liền để cho nó dính cái kết cấu của bột, nó dính vào cái tàu hũ. Khi mà dầu nó đã sôi rồi á thì cả nhà hạ lửa nhỏ xuống nha. Lúc đầu thì mình sẽ bắt lửa lớn cho dầu nó mau nóng. Khi mà nó nóng sôi rồi á thì mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống rồi mình chiên cho cái đậu hũ này nó vàng hơi hơi thôi, rồi mình sẽ vớt ra. Sau đó mình sẽ chiên lại lần hai cho nó vàng giòn nha. Như vậy thì cái đậu hũ của mình nó mới giòn. Cái lớp bột lúc này là nó đã dính cứng vào cái đậu hũ rồi, nó sẽ không rớt ra ngoài dầu, nó sẽ không làm cho cái dầu của mình bị khét. Thơm, đậu hũ nó bốc mùi lên thơm nhé, thơm quá. Mà mình đụng vô mình cảm giác là nó rất là giòn luôn. Hũ của mình nó phồng lên như thế này ha, nó vàng vừa như thế này là được rồi. Mình vớt ra để nguội và sau đó mình sẽ chiên lên lần thứ hai cho nó giòn, thật là giòn luôn nha cả nhà. Cả nhà thấy nó phồng lên thành hình tròn luôn, khi nãy mình cắt hình vuông mà giờ nó muốn thành hình tròn luôn rồi nè. Nó phồng lên như thế này nè. Và đây là cái đậu hũ mình đã chiên lần thứ hai và mình vớt ra rồi nha cả nhà. Đó, mình chiên cho nó vàng như thế này luôn nha và nó rất là giòn luôn. Cho một ít dầu tỏi phi hồi nãy vào chảo nha, một ít thôi. Cho tất cả những cái rau mình đã cắt vào xào lên. Mình sẽ cho một ít muối tiêu vào. Mình sẽ cho đậu hũ vào. Nhiều quá, không có chỗ để luôn. Mình rắc cái muối tiêu lên trên, cho cái muối tiêu lên trên, cái tỏi phi hồi nãy vào. Rồi, vậy là món ăn mình xong rồi đó cả nhà. Rồi, món ăn của mình đã xong nè. Mời cả nhà nha, món ăn đẹp mắt không? Mình sẽ rắc thêm một ít tỏi phi lên trên nha. Cả nhà thấy hấp dẫn không? Bây giờ thì mình sẽ mang tặng hàng xóm một dĩa để ăn thử món mới của mình nha. Hấp dẫn không cả nhà? Mời cả nhà đi với Trang nha. Rửa chén hả? Cho con gửi tàu hũ gan muối cho bác hai chai ăn. Đồ chai. Dạ. Dạ. Con làm món mới của con, ăn thử đi. Ăn thử. Cho xong rồi, giờ mình đi về thưởng thức món mới của mình. Mời cả nhà ăn với Trang nha. Cái này là phần của mình. Đây. Mời cả nhà nha. Đậu hũ rất thơm, rất giòn luôn.
Nãy mình có nêm miếng hạt nêm, có ướp miếng hạt nêm vào đậu hũ đó, nó vừa ăn khỏi cần chấm luôn. Giòn không? Mời cả nhà miếng ớt nè. Bỏ lên. Ăn miếng mới đi. Video của Trang đến đây là kết thúc. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của Trang nha. Nếu yêu mến Trang, hãy đăng ký kênh ủng hộ Trang nhé. Và đừng quên bấm cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi Trang ra video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau. Xin chào.